Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để thiết kế ảnh sản phẩm dùng cho các chương trình khuyến mại giảm giá, phù hợp với các bạn chủ shop bán hàng online các mặt hàng gia dụng, hàng thiết yếu, đồ ăn, đồ mẹ và bé, đồ dùng hàng ngày. Với những mặt hàng có giá cao hơn thì chúng ta sẽ cần một sự chuyên nghiệp cầu kỳ và phức tạp hơn. Mẫu này thì khá đơn giản, dễ làm, dễ nhìn, thu hút được người xem. Đây là một số hình ảnh mình đã làm, thì mình sẽ cho to lên để các bạn có thể nhìn được rõ hơn. Ở đây có một hình tròn có gai đặt ở vị trí khá là thu hút. Bên trong thì có đề giá sale của sản phẩm. Ở đây là giá gốc của sản phẩm khi chưa giảm giá. Hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm và logo. Bên ngoài có một đường khung để trang trí. Và đây là một số hình ảnh khác. Đây là sản phẩm sale nguyên sản phẩm này. Bên này là sale theo combo, còn đây là sale nguyên sản phẩm. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để đi thiết kế hình ảnh cho sản phẩm này. Vào trang chủ của Canva, các bạn chọn một cơ ảnh hình vuông. Ở đây mình chọn kích cỡ là 1800 pixel nhân 1800 pixel. Rồi, và tạo thiết kế. Chúng ta sẽ đưa vào đây các thành phần bao gồm logo, ảnh sản phẩm, tên sản phẩm và giá giảm. Trước hết là về phần logo thì mình xin phép là mình sẽ được copy hình ảnh từ bên cũ sang. Còn các bạn thì có thể làm up logo lên và đưa vào ảnh như bình thường. Là thiết kế trên nền trắng cho nên là những ảnh sản phẩm này thì các bạn hãy tách nền để đưa vào đây. Ok, và về sản phẩm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để đưa sản phẩm vào thiết kế như sau. Các sản phẩm chúng ta bán thì hầu như đều có hình ảnh ở trên Google. Vì thế bạn hãy vào Google và gõ từ khóa để tìm sản phẩm đó. Và chúng ta hãy chọn hình ảnh nào đúng với sản phẩm mà chúng ta đang bán. Và hình ảnh đó có khả năng tách nền cao nhất. Bởi vì ảnh ở trên Google thì đã là ảnh đẹp sẵn rồi. Đây, mình thấy hình ảnh này là phù hợp. Quay lại với bức ảnh xem đã đúng chưa? Đúng rồi, đúng là sản phẩm này rồi. Bạn sẽ kích chuột phải vào ảnh, chọn là sao chép hình ảnh, sau đó quay lại khung thiết kế của Canva và bấm nút Ctrl V để dán ảnh vào. Với cách làm này thì bạn sẽ không cần phải lưu ảnh về và sau đó up lên Canva nữa, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Và theo kinh nghiệm của mình thì ảnh sẽ không bị mất chất lượng, không bị giảm đi cái chất lượng, ảnh vẫn rất là đẹp. Sau đó thì bạn kích vào ảnh, chọn sửa hình ảnh và bấm nút xóa nền. Ok, vậy là chúng ta đã có được một bức ảnh sản phẩm xóa nền rồi. Và làm tương tự với lại sản phẩm tiếp theo. Khi đã tách nền sản phẩm thứ hai thì mình có một lưu ý với các bạn, đó là hai sản phẩm này bạn phải để kích cỡ của nó giống với lại sản phẩm thực tế ở bên ngoài. Ví dụ như là cái lọ này thì cao, khi nó để đứng thì nó cao đến đâu so với gói bánh này. Tức là hai sản phẩm này khi cho lên ảnh thì phải có sự tương đồng với bên ngoài thực tế. Về hình dạng và kích thước khi chúng đặt cạnh nhau ấy, phải có sự tương quan giống với thực tế. Thì như vậy mới tạo được cái cảm giác cho khách hàng. Và chúng ta tiến hành ghi tên sản phẩm. Bánh gạo Pop Rye đúng không? Bánh gạo Organic Rye Pop. Bên này cho nhỏ lại. Ok. Chỉnh sửa cho đậm in nghiêng. Và khi đã có được chữ đầu tiên rồi thì các bạn hãy ấn nút nhân bản để tạo ra các chữ tiếp theo. Ở đây là hũ dinh dưỡng Alete. Mình sẽ chuyển cái này thành hai dòng để nó cân xứng với hai bên. Rồi, và chúng ta thêm dấu cộng vào đây. Cho dấu cộng lên chính giữa này. Thêm giá gốc của hai sản phẩm. Tiếp tục bấm nút nhân bản để ghi ra hai giá gốc. Một bên này sẽ là 90.000 và một bên là 30.000.
Tiếp theo các bạn vào thành phần và chọn cho mình là nét và hình dạng. Thì ở trên cùng nó có các đường kẻ này, chúng ta sẽ chọn lấy đường kẻ đầu tiên này. Ở đây thì bạn được thay đổi độ đậm nhạt, kiểu dáng và cả độ và cả kích cỡ của đường kẻ nữa. Mình để loại mỏng thôi và cho ngắn lại. Và sau đó thì đưa lên ở để gạch ngang vào cái giá này. Ở trước khi gạch ngang thì bạn hãy chuyển màu cho giá tiền. Ở đây mình để màu xanh đậm. Ok, rồi và cái đường kẻ này thì để ngang cũng được. Rồi và mình sẽ kéo cái đường kẻ này xuống. Cho dài ra một chút. Chỉnh để nhìn mọi người có thể nhìn thấy là đây là một cái đường kẻ. Rồi bấm nút nhân bản và đưa sang ở giá thứ hai. Trước khi đưa thì mình cũng chuyển màu. Ok, tiếp theo thì ở chỗ này thì và dấu cộng này nữa cũng cho đậm lên và chuyển sang cùng sang màu xanh. Rồi và chúng ta sẽ làm một cái nhãn dán giảm ra ở đây. Các bạn vào thạch phần, đánh vào ô tìm kiếm cho mình là hình tròn. Chọn đồ họa và kéo xuống. Kéo xuống dưới, nó ở khá là xa ở bên phía dưới. Chúng ta sẽ thấy một cái hình tròn có gai. Đây là hình này, rồi các bạn chọn hình này. Rồi và đưa lên. Thực sự là mình thấy hình này rất là thu hút luôn ạ. Rất là thu hút được người xem ạ. Mình đẩy lùi cái này lên để mình nhóm cái 90.000 và đường kẻ lại thành một nhóm để nó cố định. Rồi và đẩy lùi xuống một chút để cho không bị dính vào với lại cái hình tròn có gai này. Ok, và chúng ta sẽ ghi cái giá combo vào đây là combo này 69k. Ở giá gốc thì chúng ta là ghi là 1.000 đồng. Lúc vào combo này thì mình sẽ ghi là 69k đúng không ạ? Và chữ combo này thì cho nó có màu xanh để loại bình thường và có màu xanh giống như là giá. Còn nhân bản nó lên và đánh chữ đánh giá 69k vào thì mình sẽ để là màu đỏ. Các bạn có thể thấy là toàn bộ thiết kế này thì mình mới chỉ dùng một phông chữ duy nhất. Việc tối giản phông chữ thì sẽ giúp cho thiết kế trở nên dễ nhìn và khiến người xem không bị rối mắt. Với chữ 69k là giá giảm này thì mình sẽ sử dụng một phông chữ thứ hai, đó là Pay On One này. Đây cũng là một phông chữ mà mình khá là thích, nó in đậm và tạo được hiệu ứng thu hút người xem. Và căn chỉnh để cho nó vào giữa. Có một cái nút ở trên bàn phím. Bây giờ mình sẽ dùng nút di chuyển xuống dưới ở trên bàn phím. Ok. Và cái màu, cái khung này mình cũng chuyển sang màu xanh. Đấy, các bạn thấy nhìn nó cũng, nhìn nó hút đúng không? Rồi tiếp theo, những cái tên của sản phẩm mình sẽ để là màu đỏ. Và cuối cùng mình sẽ tìm một cái khung để trang trí vào đây. Các bạn vào thành phần và chọn cho mình từ khóa là khung vuông. Vào chọn ở đồ họa. Đây mình, đó là cái khung đầu tiên này. Mình sẽ kéo to lên để nó vào hết hình vuông. Nhưng vẫn phải làm sao để cho những cái hình, cái đường viền vuông này nó trùng với lại cái đường viền của thiết kế. Ok, vậy chúng ta đã hoàn thành rồi. Mình sẽ chuyển cho khung này sang một màu, đó là màu nâu nhạt. Ok, là chúng ta đã hoàn thành một cái bản thiết kế đầu tiên rồi. Với việc làm các chương trình giảm giá thì chúng ta thường phải làm rất là nhiều sản phẩm và nhiều ảnh. Thì bạn hãy làm như sau, đó là nhân bản trang mà bạn vừa thiết kế lên. Sau đó thì chỉnh sửa ở trên trang này bằng việc tận dụng các yếu tố đã có sẵn. Trước hết thì mình sẽ xóa cái khung đường viền đi vì nó sẽ gây cản trở cho việc thiết kế, do vị trí của nó đang nằm đè lên các thành phần khác. Sau đó thì mình sẽ xóa đi các yếu tố không cần thiết và chỉ để lại một cái yếu tố thôi. Ở bức hình thứ hai này thì giả sử mình sẽ thiết kế cái một sản phẩm được giảm giá cho một sản phẩm này, mình cũng lên Google và tìm hình ảnh cho sản phẩm đó.
Với các thao tác đơn giản thì bạn có thể thiết kế thêm vào bức ảnh này. Chúng ta sẽ cần thêm một đường kẻ để xóa cái giá cũ đi. Như này thì khi bạn đăng lên Facebook thì khách hàng có thể nhìn thấy ngay được tên sản phẩm, giá cũ và giá sale. Họ sẽ có các lựa chọn sản phẩm mà mình có nhu cầu. Cuối cùng thì chúng ta thêm cái đường khung vào ảnh nữa là xong, vào cái thiết kế thứ hai này, vào trang 2 này nữa là xong. Ok, mình sẽ chỉnh cái chữ này cho vào giữa đã. Rồi, và thêm khung nữa. Với rất nhiều sản phẩm thì bạn cũng có thể thiết kế nhanh bằng cách nhân bản trang và sửa các yếu tố ở trên đó. Thì có một vấn đề mà đặt ra đó là nếu sản phẩm của bạn không có ở trên mạng, là những sản phẩm độc quyền, hoặc hay đơn giản là bạn muốn tự chụp ảnh sản phẩm do chính tay mình tự chụp thì sẽ như thế nào? Thì mình khuyên các bạn là hãy chụp nó, dù là bằng máy ảnh hay bằng điện thoại, thì cũng nên chụp nó bằng nền trắng hoặc là có phông nền, chứ đừng chụp lẫn với lại những cái hình nền khác. Thì khi đưa vào Canva thì sẽ dễ dàng để tách nền đó, và chúng ta vẫn làm được như bình thường. Chúc các bạn thành công.